xin kính chào quý vị. Và kính thưa quý vị, sao chào, rất là vui để được đến đây hôm nay giới thiệu với quý vị một chương trình rất là đặc sắc do đài MDD tổ chức. Kính thưa quý vị, đài MDD là một đài chuyên đem đến cho quý vị những chương trình rất là đặc biệt mà quý vị không thể tìm kiếm cứ một chương trình đặc biệt nào. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với quý vị một chương trình văn nghệ rất đặc biệt được quy tụ bởi nhiều nghệ sĩ tên tuổi mà quý vị yêu mến trong nhiều năm qua tại hải ngoại. Và trước khi gửi đến quý vị chương trình đặc biệt này, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi phần tin tức. Kính thưa quý vị, một nguồn tin đáng tin cậy cho hay vào cuối tháng trước, một chiếc bình cổ thời Thiếp Mộc Chân thành các tư hãng đã được đem qua Mỹ bởi một người Việt Nam đi theo diện con rơi, dân biểu McDonald đại diện cho chính quyền liên bang của Mỹ tới để thương lượng mua lại chiếc bình này, dự định là để trưng bày trong viện bảo tàng của quốc gia. Nghe nói số tiền mặc cả đã lên tới 10 triệu Mỹ kim, nhưng mà người đàn ông đó vẫn không chịu bán. Sở dĩ ông ta không muốn bán là vì theo như ông ta cho biết, ông ta muốn tặng chiếc bình cổ này cho bất cứ người đàn ông nào chấp nhận lấy ông ta làm chồng. Và chúng tôi xin mời quý vị theo dõi phần hình ảnh đã được ghi nhận bởi phóng viên của đài MDD. Và kính thưa quý vị, sau đó ông ta vẫn gửi chiếc bình đi, nhưng chúng tôi không được biết là gửi đi đâu. Nếu có tin gì chúng tôi sẽ loan báo sau. Kính thưa quý vị, tin mới nhất vừa mới nhận được. Chiều ngày hôm qua, một người đàn bà Việt Nam đã đột ngột từ trần sau mười mấy năm bệnh hoạn nằm trên giường. Và phóng viên của đài MDD đã có mặt tại chỗ để ghi nhận lại tất cả những hình ảnh đau thương trong những giờ phút cuối cùng này. Chúng tôi xin mời quý vị theo dõi phần hình ảnh. Khăn vai, khăn vai. Qua đây con làm gì đó. Tội nghiệp cho con tôi không? À, từ ngày em bệnh về em thấy không? Mấy đứa con nó trời ơi, sức bất sang ban, ăn uống không có điều độ vậy đó. Không ai chăm sóc gì đó, quần áo không ai giặt giũ gì hết trơn. Trời mặt mày đó em lướt dơ giấy. Trời đất ơi là trời anh khổ. Mấy đứa con đâu hết trơn rồi anh. Con đó hả? Con cái nó đi đâu hết rồi. Tụi chơi ngoài cái đâu hả? Để anh kêu nó vô, em anh muốn gặp nó hả? Vô chút đi, em muốn thấy tụi nó. Trời ơi, được, thôi được rồi, được rồi. Nè, em ơi cơ, hết đó. Em ơi, chết chết. Ê, anh ơi đây rồi. À, gì nữa, biết sao? À, gì đó, chắc em đã bắt, vô đây. À, Burger King, vô đây, vô đây, vô đây. Tụi bay vô hết đây, bay muốn gặp nè. Vô đây con, từ từ đi con. Trời đất ơi là trời ơi, mỗi đứa bộ đồ gì sao tụi bay mặc đồ gì giống nhau, tao tưởng đâu cô chi viện vui hơn không. Đó, vô đầy đủ hết rồi đó.
Đó nè. Còn thằng ấy đâu rồi? Ha. Trời ơi, bà thấy không? Nhà mình nó chừng này con gái nè, mà có đứa con trai à. Còn thằng burrito đâu rồi? Burrito đó hả? Có thấy burrito đâu? Burrito, cái đây vô đây con, vô đây con. Ba. Hả? Tao muốn vào ba. Tao muốn mày chi? Má mày muốn mày à? Rồi vô đây con. Nó đây nè. Trời ơi, nhà là có mình nó đó, trời ơi, cục cưng của tôi đây nghe, cục vàng đó nha. Trời đất ơi, núi giỏi tông đường có mình nó thôi đó. Rồi tụi nó vô hết rồi nè. Này nấu nướng gì vậy? Tụi nó ăn chưa vậy? Ăn hả? Trời anh có biết nấu cái gì đâu trời nè. Anh mua toàn là chip với lại gì đâu không. Rồi nó ăn, muốn ăn gì nó ăn à. Em thấy không, có đứa nào mà nó ăn uống vô đó ba. Cô Tư! Cái gì vậy? Cái gì vậy? Nó dành kẹo của con. Nó dành kẹo con á. Nó dành kẹo con hả? Hả? Kẹo này của mày hả? Kẹo này tao mua của tao sao của mày được? Tao lấy cái dành. Nè, đúng đó. Đó nè ba đấy nè. Ba thấy không? Ăn uống toàn gì đâu không à. Kẹo sô cô la nè, rồi chip nè. Trời đất ơi là trời ơi. Bà thấy không, bà phải khỏe lên mới được. Bà không khỏe là tụi nó ăn uống không ra vậy, tôi mà còn mì gói không nữa đó. Anh à. Hả? Em. Sao? Em muốn nói chuyện này với anh. Nói chuyện với anh. Em làm gì giống như chăn gối vậy? Quên, giống như chăn trấu vậy. Em biết mà. Sao? Chắc em. Em chịu không nổi. Chịu không nổi? Ai làm gì em đâu chịu nổi. Đó. Thôi thôi. Đừng nói tầm bậy với em, trời đất ơi. Em ơi, em đừng có nói vậy, tội nghiệp anh. Em sống đi mà chết là đòi anh tàn đó. Em thấy đâu có ít đâu, trời đất ơi. Em ơi, sống nuôi tụi nó. Em muốn anh gì? Phải tha thứ cho em. Tha hết á, miễn em sống là được rồi. Tha hết á, em cứ sống là được rồi. Con em. Em muốn anh tha thứ cho em. Tụi quay có đứa nào muốn ba má mày chết không? Thấy không, đâu đứa nào muốn em chết đâu. Trời ơi, nó sống với anh nó cực lắm. Anh an toàn cái gì đâu không à. Em muốn nói với anh một câu. Có em nó, em biết không, có trước em thì em nó có cơm nè, có canh đây nè. Cái gì? Trước khi em nhắm mắt chờ đợi. Thôi tầm bậy đó tao. Thôi tầm bậy, nói nhiều quá đó tầm bậy đâu. Tụi bay thấy má bay nói tầm bậy không? Cái đó người ta kêu là nhắm mắt lìa đời. Chào đời là khi mình đẻ ra đứa nhỏ kìa. À thì sao cũng được. Muốn sao cũng được. Ok. Miễn anh tha thứ cho em. Rồi tha. Để em sống thì được rồi. Cứ sống đi rồi anh muốn cái gì anh cũng tha được rồi. Để em muốn nói chuyện với anh. Nói đi. Là tại vì Thôi khỏi nói. Em à em thôi đừng có nói nữa. Em nói nhiều quá rồi. Em nói cho thằng bậy bạ tội. Nè em cứ ráng sống nói. Đi. Không có nói nữa. Em không nói. Thôi được rồi. Bác sĩ nói là em sẽ khỏe. Vài bữa nữa em tỉnh rồi em nói. Em không lúc nói đó anh sẽ nghe. Không em phải nghe. Không em nói em cứ. Cái gì? Rồi, nằm xuống, nói đi. Thôi nè, thôi. Ôi. Bệnh la như là hơi sợ cứu quả vậy. Trời ơi, cái gì mà nạt nội dữ vậy em? Bộ có cái gì quẩn ức ở trong này phải không? Anh tích trước trong này chưa ra phải không? Uống mấy thằng uống sổ rồi cũng chưa xong phải không? Em muốn nói phải không? Nói gì? Đang làm gì đó con, đứng đây con. Trời dơ quần áo. Em gần chết rồi. Em biết, em chịu không nổi. Chịu không nổi? Anh thấy không? Anh cũng chịu không nổi nè, một bầy con gái như vậy là anh chịu không nổi em, rồi đó. Em chịu không nổi. Em đau yếu, em biết. Em xanh xao vàng giọt lắm. Xanh xao đâu giờ, em hồng hào quá trời đi nè, thấy không? Đẹp quá đây nè, có xanh xao gì đâu. Tụi bay có thấy má bay đẹp không? Dạ. Thấy chưa? Cái đó cũng là make up không anh ơi? Make up hả? Sao make up chi rồi, bệnh quản make up chi nè trời. Em mới đây người ta make up cho em. Vậy à, ủa cái lông mày bữa trước đâu có đen dữ vậy, bữa nay đen quá vậy mới xong phải không? Rồi make up mà có tốn tiền không em làm lấy nè. Em tốn tiền 150 bạc nữa. 150 lận? Trời đất ơi, người ta make up. Em rủi em có chuyện gì em chết rồi á. Anh cũng phải kiếm người đẹp hơn em. Cái đó dĩ nhiên rồi. Đẹp hơn em. Cái đó bắt buộc rồi. Ngu sao kiếm người xấu hơn em. Nhưng mà anh hỏi em chứ, làm gì mà make up tốn tiền vậy? Người ta make up khoảng 70 bạc à. Đó là người bình thường. Bình thường. Em đau yếu mặt mèo, em xanh xai như vậy. Em họ phải tới đây. Để họ make up cho em. Thì phải họ đi xa, tốn tiền xăng tiền nhớt. Đúng họ rồi. Tính em tới 150 bạc. Anh hiểu rồi, có nghĩa là người bệnh thì hố bom trên mặt nó nhiều, phải đắp gì thấm ra. Thì anh thấy hồi sáng có cô đó xách cái thùng vô make up cho em đó hả? Đâu có đâu. Vậy chứ cô đó vô ra nhà mình chi? Cô đó hả? Cô tới có làm móng tay cho em. Móng tay nữa? Trời đất ơi là trời. Bệnh quán quá trời, nó tới ngựa quá vậy này trời. Cô làm móng tay cho em.
40 đồng đó. 40 đồng bạc nữa hả? Thôi đó, thôi là trời. Phải chi bà đẻ 150 á, 40 này là 190 đồng. Tôi dẫn lũ con tôi nó đi ăn chít lờ. Thôi đó, ơi là ngon biết bao nhiêu mà nói. Trời ơi, mà tốn tiền nó vừa phải thôi chứ. Sắp chết rồi mà cũng còn hao nữa. Thôi đó. Nhưng mà anh tha thứ cho em phải không? Tha, cái gì anh cũng tha, miễn em sống thì được rồi. Cho em phải không? Anh chỉ cần em sống thôi, cái gì anh cũng tha hết á. Bởi vậy, em muốn nói. Nói gì? Cũng phèn phài. Phèn phài hả? Phải sao? Nó đâu có sao đâu, cũng đẹp đẽ như thường, cũng mạnh khỏe. Em có lỗi với anh, về con nhỏ nè. À, anh hiểu rồi, anh hiểu rồi. Thôi được rồi, anh hiểu rồi. Ý em muốn nói về con bên tay phải không? Đó. Anh biết rồi, anh biết rồi. Anh biết nó không phải là con anh gì, em dòm coi nè. Mặt mày của anh này đang thui nè, đang mặt ớt lì nè. Đâu có lẽ là làm sao mà đẻ ra đứa con mà nó đẹp đẽ như em vậy. Trời ơi, tôi biết mà, tôi tủi thân tôi lắm mà. Nhưng mà thôi được rồi, anh ta đứng lên đó. Em muốn nói là gì? Muốn nói là mấy đứa nhỏ này. Mấy đứa này? Mấy đứa lớn. Mấy đứa lớn? Mấy đứa lớn. Sao? Tụi nó. Tụi nó làm sao? Thì đó đi, thì đứa nào cũng học giỏi phải không? Có tụi bay có đứa nào được E không? Dạ có. Thấy chưa bà thấy không? Mày con tôi là phải học giỏi vậy đó. Nè, có đứa nào ở trường bị thầy cô gì la bà la thầy gì không? Dạ không. Không có thấy không? Bà thấy không? Con tôi là số 1 rồi đó. Bà muốn cái gì nữa chứ? Tôi muốn nói. Nói gì? Mấy đứa này nè. Dạ. Không có đứa nào là con của anh đó. Và người đàn ông đau khổ này hiện đang ở tại Cali. Xin cảm ơn quý vị. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức chương trình văn nghệ đặc biệt do đài MDD tổ chức. Kính thưa quý vị, chương trình văn nghệ đặc biệt này với sự góp mặt của hầu hết những nam nữ nghệ sĩ nổi tiếng mà quý vị yêu mến trong nhiều năm qua, với sự hướng dẫn đặc biệt của đệ nhất MC